Cô nay mình tập trung ba vô cái ba định luật Newton. Cô sẽ ôn rồi thêm cái nữa, nếu như cô để ý như cho mình mỗi bài mình làm thì cũng được đi, cứ mình làm xong bài nào sửa bài nấy tặng cho mình chắc kiến thức, nhưng mà khi học rồi thì cô sẽ cho mấy bạn nhiều hơn và mấy bạn tự tự độc lập hơn. Lát nữa mình sẽ làm thử 30 câu trắc nghiệm rồi. Thêm cái như thế này nè, mình đừng có đặt nặng cái áp lực là phải làm kiểm tra trên trường, là phải làm kiểm tra trên này, tại vì điểm kiểm tra trên này nó không có ảnh hưởng tới kết quả thi, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới kết quả trong lớp của mình, nhưng mà được cái là khi con sai câu đó là mình sẽ nhớ, và nếu như gặp lại thì mình sẽ làm đúng ha. Rồi mình kiểm tra cho mình học được tới đâu, giống như là mình được kiểm tra thử trước vậy thôi. Lần trước mình nói về lực. Rồi. Một lực bao giờ cũng phải có điểm đặt, phương, chiều và độ lớn. Bây giờ nếu như có một một lực thôi tác dụng vào vật, chỉ có một lực tác dụng vào vật, thì cái lực này sẽ làm cho vật bị thay đổi chuyển động, có nghĩa là sinh ra gia tốc, hoặc là nó sẽ thay đổi về hình dạng, mà mình gọi là biến dạng, hoặc là đồng thời, nhưng mà chủ yếu vẫn là hai. Còn bây giờ nếu như có hai lực tác dụng vào vật thì chưa chắc, và nếu như hai lực mà hai lực cân bằng luôn này. Thì ra là cô ấy xuất hiện. Hai lực cân bằng, hai lực cân bằng là hai lực có cùng tác dụng vào một vật, mình nói là cùng đặt vào một vật nha. Cùng giá, giá tức là phương á, năm cấp 2 mình gọi là phương, cùng phương thì bây giờ mình gọi là giá. Vector như thế này thì cái đường thẳng mà chứa nó mình gọi là giá, cái đường thẳng mà mang vector mình gọi là giá. Đấy. Nguyên cái đường màu đen đó mình gọi là giá nha. Đó. Vậy cùng đặt vào một vật, cùng phương tức là cùng giá. Ngược chiều, cùng cường độ. Đây là hai lực cân bằng. Rồi bây giờ nếu như hai lực cân không cân bằng tác dụng vào một vật. Đây. Có hai lực không cân bằng tác dụng vào một vật, cô gọi đây là lực F1, đây là lực F2, thì mình sẽ đi tổng hợp nó lại xem coi hai anh này tác dụng vào một vật thì nó có vai trò như một lực khác, đóng như một lực khác tác dụng vào đây, thế cái lực khác nó sẽ tác dụng theo phương nào, chiều nào, độ lớn là bao nhiêu để nó thay thế được hai anh này, cái việc đó mình gọi là tổng hợp lực. Tổng hợp lực theo nguyên tắc hình bình hành, về hình vẽ thì theo hình bình hành, về vector thì mình sẽ ghi bằng công thức F bằng F1 cộng F2. Đây là công thức. Công thức thì vẫn là công thức. Công thức này chẳng có tính được độ lớn gì cả. Bây giờ trường hợp thứ nhất, nếu như hai lực, nếu như F1 cùng phương cùng chiều với F2 thì độ lớn của cái anh F này nè được tính bằng công thức gì đây? Cùng phương cùng chiều. Tôi giải mẫu bên này nha. F1, F2. Vậy thì cái F nó giả sử như F1 là 2 Newton, F2 là 4 Newton. Vậy thì cái F tổng hợp nó tính bằng công thức gì đây? Mời Đạt. Rồi F1 và F2. Đúng rồi, F1 cộng F2. Khi viết không có dấu mũi tên thì mình hiểu là mình đang tính độ lớn của nó ha. Cái này tôi nói hoài luôn mà mình nói chắc cũng được hơn 45 lần, vậy thì mấy bạn phải nhớ nằm lòng nha, để khi mấy bạn học tới, tại trong này mình học trước cho nên mới muốn mấy bạn học tới đấy, cô sợ mấy bạn quên hay là cái việc học thêm mình nó lại không đạt hiệu quả. F1 ngược chiều với F2,
Rồi ngược chiều nè, tôi kéo về hướng này, anh kéo về hướng này, vậy kết quả cái vật này nó sẽ đi về hướng nào? Độ lớn của cái lực kéo F bằng, chỗ này đi, mời Kiệt. Và F2 trừ F1. F2 trừ F1, các bạn ghi F1 trừ F2 cũng được, nhưng mà sau đó nhấn thẳng cái trị liệt đó vào nha. Tiếp theo. Rồi, đây là cùng phương cùng chiều nè, còn đây là cùng phương. Đó, đây là cùng phương nhưng ngược chiều, anh kéo về bên phải, anh kéo về bên trái thì mình trừ ra. Trường hợp đặc biệt thứ ba, nếu như F1 vuông góc với F2. Vuông góc nè, đây. Đây, vậy thì cái lực tổng hợp có giá trị bao nhiêu ha? Mời Hà. Dạ cô là bằng căn F1 bình cộng F2 bình. Đúng rồi. Rồi. À, bây giờ nó không có cùng chiều, không ngược chiều, không vuông góc. Nó là một góc bất kỳ. Nhưng mà được cái là độ lớn của F1 bằng với độ lớn của F2, có nghĩa là hai mũi tên này có chiều dài bằng nhau. Anh này 5 Newton thì anh này cũng 5 Newton. Thì lực tổng hợp tính bằng công thức gì? Này, chỗ này cho tự nguyện á, bạn nào còn nhớ. Đây là mình nói về cái phương chiều ha, còn đây mình nói về độ lớn. Quên tên rồi hả ta? Bằng 2F1 nhân cho cos alpha chia 2. Cho cô hỏi ai vừa phát biểu. Dạ con, ổn Bích Hà. À, rồi, chính xác, giỏi. Nếu như hai lực này bằng nhau cái góc alpha bất kỳ nha, thì cái độ lớn của cái lực tổng hợp tính bằng 2 lần F1, tại vì F1 cũng như F2 thôi. Cos của phân nửa cái góc đó, nhớ là alpha bao giờ mình cũng mặc định là cái góc tạo bởi hai cái lực. Rồi, bây giờ cô muốn tham hơn nữa. Cô vừa muốn F1 bằng F2 bằng luôn cái lực tổng hợp, thì cái góc alpha của mình bằng bao nhiêu? À, mời Châu. Dạ, F góc alpha bằng 120 độ. Đọc 120, 120 mới chịu á. Rồi đúng nha. Rồi. Bây giờ lỡ như nó không rơi vào trường hợp đặc biệt nào hết, tôi hỏng song song, hỏng cùng chiều, độ lớn cũng không giống nhau, cái góc cũng không phải là 120, cũng không phải là vuông góc, mà nó chỉ là một trường hợp bất kỳ. Và đây là công thức tổng quát nhất mà mình cần phải thuộc. Nếu như F1 tạo với F2 một cái góc là alpha bất kỳ, thì lúc bấy giờ độ lớn của cái lực tổng hợp không có dấu vectơ nha, tính bằng công thức. Rồi, thấy vô chưa, thấy rồi. Bạn lại mất làm bài kiểm hóa trường, bạn có nhắn rồi đâu Khánh An Quỳnh. Dạ cô là F1 cộng F2. Tơ mới là F bằng F1 cộng F2. Còn bây giờ độ lớn của cái lực này mình bằng bao nhiêu? F1 bình 2 bình, cho nữa ăn rồi. Cộng 2 lần F1 F2. Tới luôn chút Cộng nữa. cos alpha. Vậy hả? Ủa? Ở đó mày cộng không cô? Không, đâu có cộng. Vậy luôn nè. Nhớ nha. Rồi, nó hơi giống giống hàng đẳng thức các bạn. Rồi. Một bình A bình cộng 2 lần AB cộng B bình, nó hơi hơi giống thôi chứ không thấy nhé. Rồi. Cách này thì được cái là tính trực tiếp cái F luôn, dấu căn là cái F. Còn một số thầy cô sẽ chọn cái cách ghi là F bình cho nó đừng mất dấu căn, tùy mỗi người có một cái mục đích riêng nha. Nếu người ta không thích dùng dấu căn thì là như thế này. Rồi, phải sáng suốt nhận ra hai công thức này là như nhau nha. Rồi. Xong. Tôi hai vectơ thì tôi sẽ tổng hợp, cứ việc vẽ cái hình bình hành ra là được.
Đây chính là vector F. Còn cái độ dài của cái bảng F này thì mình đã nói rất nhiều trường hợp. Không thuộc được trường hợp đặc biệt thì thôi cứ nhớ cái công thức tổng quát mà tính. Tuy nhiên dĩ nhiên là nó phải nhanh hơn cho nên người ta mới đưa ra. Đã. Đây là cách biểu diễn ha. Bây giờ ngược lại, nếu như cô có một vector con vật, cái cô đang kéo cái vật theo phương này nha, là F, kéo với cái cường độ là như đây nè. Bây giờ cô nói mệt quá, kéo nổi rồi, đâu hai đứa lại phụ cô kéo coi. Thế là cái bảng F, đó. Thế là cái bảng F1 đang đứng ở vị trí này. Vị trí thôi nha, đang đứng vị trí này, bảng F2 mới đứng ở vị trí này. Cô mới nói hai bạn lại kéo phụ cô, như vậy hai lực này sẽ là thay thế cho cái lực tổng, cho cái lực F. Khi đó mình gọi cái việc thay một lực bằng hai lực đó là phân tích lực. Muốn phân tích lực thì mình phải biết được cái phương cho sẵn, có nghĩa là cái đường này đây. Cho sẵn tôi cái phương. Con số này. Rồi đó. Thì lúc bấy giờ mình sẽ phân tích như sau. Từ cái lực này vẽ đường song song với phương thứ nhất. Song song này hàng đó, giao nhau chỗ này chính là F1. À F2, 21 gì cũng được. Độ dài từ đây nè, chính là 2, còn cái này chỉ là cái phương mình xác định thôi. Tương tự, từ F này vẽ đường song song với cái phương thứ hai. Giao nhau chỗ này chính là F vector F1. Rồi, như vậy mình vừa dựng xong. Mình vừa tách xong F1. Rồi, vừa tách xong vector F thành F1 và F2 theo hai phương ra trước. Vậy thì cái điều cần nhấn mạnh ở chỗ này là muốn tách được thì phải cho tôi biết hai cái phương thì tôi mới tách được. Ha. Chứ nếu mà không cho mình phương trước thì tôi muốn tách theo phương nào tôi tách ạ. Rồi, mình cứ nghĩ như vậy. Tiếp theo. Đến ngày hôm nay, nội dung ngày hôm nay, ba định luật Newton. Ba định luật này khá quan trọng. Nếu như ngày xưa không có định luật dạng vật hấp dẫn thì ngày nay mình cũng đã chẳng học phải học cái này rồi. Các bạn thì bảo là nếu như trái sầu không phải trái táo rơi xuống mà là trái sầu riêng rơi xuống thì bây giờ mình đã phải không học cái những cái định luật này rồi ha. Ba định luật như thế. Làm thay đổi thế giới. Định luật thứ nhất. Nhắc tới định luật 1 Newton thì mình nên nhớ trước một cái người đã sai lầm, nhà bác học Aristotle, nhớ không? Nhà bác học Aristotle nói rằng lực là nguyên nhân gây ra chuyển động. Và lần trước mình học thì mình đã khẳng định cái điều này là sai vô cùng, bởi những có những cái vật nó chuyển động dưới tác dụng, xin lỗi, lội hết cái lực tác dụng nó ra thì nó vẫn có thể chuyển động được nếu như ban đầu nó đang chuyển động. Cho nên mấy bạn nhớ câu này, hãy lập câu này là mình cho nó mặc định sai. Lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động. Rồi. Nhưng nếu như mình nhìn thấy một vật nó bị thay đổi chuyển động thì chắc chắn mới có gì tác dụng vào. Có lực tác dụng. Mấy bạn có còn nhớ hồi nãy ở đầu giờ cô nói không? Lực làm cho vật thay đổi chuyển động và làm cho vật bị biến dạng. Hiểu được hai câu này không? Có bị rối không? Ổng nha. Rồi. Tới đây. Định luật 1 Newton nói rằng dưới tác dụng của các lực cân bằng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Rồi. Hiểu không nè? Vật đang đứng yên
cái tự dưng cái mình cho hai cái lực cân bằng tác dụng vô, hai lực cân bằng thì sau đó nó đứng yên tiếp như đã từng. Rồi, còn nếu như ban đầu tôi đang chuyển động, đang tung tăng đi, cái mình có hai lực tác dụng vô, thì sau đó cái vật này sẽ chuyển động kiểu gì? Đó là mời quầy hen. Nào, vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sau đó nó sẽ tiếp tục chuyển động. Chuyển động như thế nào? Chậm dần. Chưa đúng. Chuyển động hẳn đều. Nhớ nha. Rồi. Cho dù ban đầu anh chuyển động tròn đều hay chậm dần hay nhanh dần, nhưng mà nếu như có hai lực cân bằng tác dụng lên, hoặc là không còn lực nào luôn, thì sau đó vật sẽ chuyển động hẳn đều. Chuyển động này người ta gọi là chuyển động theo quán tính. Đấy, không coi đi. Bây giờ nhắc tới quán tính chút xíu. Là chữ quán tính nha. Quán tính quán gà, không phải quán gà. Quán tính là tính chất giữ nguyên yếu tố nào? Giữ nguyên đại lượng nào? Vận tốc. Có nghĩa là khi anh dùng lực can thiệp, khi có lực tác dụng, mọi vật sẽ không thể thay đổi đột ngột vận tốc được, kể cả độ lớn và hướng luôn. Ngay chỗ này, không thể thay đổi là không thể thay đổi đột ngột, chứ không phải là không thay đổi được. Muốn tôi thay đổi cái vận tốc thì phải từ từ, chứ mà nhanh quá là làm không kịp. Tôi sẽ có tính chất giữ nguyên cái vận tốc, bảo toàn cái vận tốc về cả hướng và độ lớn luôn. Rồi, ví dụ cô có nói mà cô có giải thích cho mình một cái trường hợp là mình đang ngồi trên xe đi, cái mình đang ngồi du dương trên xe, cái mình đang chạy về phía trước, đột nhiên cái mình bị ngã nhào về phía trước, chứng tỏ là bác tài dự gì làm gì thắng gấp, đúng chưa? Rồi, mình đang chuyển động về phía trước, tự nhiên bác tài đột nhiên thắng như gấp, có nghĩa là thay đổi vận tốc của chiếc xe, bắt vận tốc xe phải ngừng lại. Theo quán tính, người không thể thay đổi đột ngột vận tốc như vậy được. Vậy thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ giữ nguyên cái vận tốc nó như ban đầu, đó là mình sẽ tiếp tục lao về phía trước giống như cái hướng cũ mình đang chuyển động. Kết quả là xe ngừng lại, mình còn chuyển động cho nên mình bị ngã nhào về phía trước. Một vài ứng dụng của quán tính như là cái búa bị lỏng cán, cái mình giọng nó xuống, khi giọng thì cả hai đứa này đều đi xuống, nhưng khi chạm đất thì cái cán búa ngừng trước, cái này tiếp tục lao xuống. Nhiều lắm nha. Rồi, bây giờ cái bút hết mực thì mình vũ cái bút xuống. Khi mà vũ thì cả cái ngồi lẫn cái mực ở trong này nó đang đi xuống, nhưng khi mình dừng cái bút lại, cái mực nó không kịp ngừng, cho nên nó đi xuống tiếp, cho nên nó hết tắt mực, nó hết nghẹt mực, vân vân, còn rất nhiều trường hợp. Đó là định luật 1 Newton. Cô nhắc lại, lặp lại nguyên văn của cái định luật 1 Newton nhé. Nếu như vật không chịu tác dụng của lực nào cả, nếu như không chịu tác dụng của lực nào, hoặc là chịu tác dụng của các lực mà hợp lực của nó bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động hẳn đều. Đó. Cái câu này nó có hai ý. Câu này nếu như mình nói rõ ra là một là không có lực, còn hai nữa là có lực nhưng mà hợp lực của nó bằng vector không. Hợp lực bằng vector không là cô ví dụ như thế này, F1 nè. Cái vật này chịu lực tác dụng của F1 nè, chịu lực tác dụng của F2 nè.
Nhưng mà hai lực này như thế nào với nhau vậy? Ngược chiều nhau, cùng phương ngược chiều. Khi mà mình tính hợp lực thì hợp lực trong trường hợp này sẽ bằng F1 trừ F2, mà nếu như hai bạn này bằng nhau thì nó ra không. Được chưa? Đó. Hợp vector F trong trường hợp này là vector không. Cho nên ngay khi mình viết như vậy thì có hai hiểu thấy vật nếu như không chịu tác dụng của lực nào hoặc là chịu tác dụng của các lực mà hợp lực của chúng bằng không thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Ngoài ra mình nhớ thêm cái thí nghiệm huyền thoại của ông Aristotle, ông cái nhận định đó là sai nha, lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động, nhớ dùm cô câu đó. Rồi, quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc. Mọi vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc, cả độ lớn lẫn cái hướng luôn. Mình học một vector, vector vận tốc tức thời là nó như thế này nè. Thì vector nãy mình nói có bốn yếu tố, để nó đặt phương, chiều và độ lớn. Như vậy nó không thay đổi phương đi chỗ khác và độ lớn của nó cũng không thay đổi luôn. Đó là tính chất quán tính. Đặt định lực 2. Đây là cái định lực quan trọng trong số 3 định lực quan trọng nhất. Nãy mình nói là một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Lực cân bằng thì đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều gì đó. Còn bây giờ lỡ như cái lực của mình không cân bằng, một vật chịu tác dụng của lực không cân bằng thì sao? Kết quả nãy mình có nói, đầu giờ cô có nói lực có thể là nguyên nhân làm cho vật thay đổi gì? Chuyển động. Nghĩa là nó sinh ra gia tốc. Ngoài ra nó làm cho vật bị biến dạng. Ở trong trường hợp này thì nó không có đại lượng vật lý, cho nên mình sẽ xét cái trường hợp là nó làm thay đổi chuyển động của vật, sinh ra gia tốc. Cái gia tốc này mới sinh ra phụ thuộc vào lực như thế nào? Gia tốc được tính bằng công thức F chia cho M. F là một vector, lực là một đại lượng vector, chia cho một con số cho nên nó sẽ ra một vector. Như vậy gia tốc là một vector, mặt khác anh này là số dương cho nên gia tốc sẽ cùng chiều với lực F. Nói là nói cùng chiều thôi chứ không có nói là, xin lỗi, nói là nói gia tốc cùng chiều với lực F chứ cô không có nói là gia tốc cùng chiều với chuyển động nha. Nhớ, gia tốc cùng chiều với lực F là tại vì do cái anh này là một số dương. À, chứ không hề nói là gia tốc cùng chiều chuyển động. Bởi vì như thế này, cô có một cái vật chuyển động theo cái hướng này. Nhưng bây giờ mình can thiệp bằng một cái lực cản. Đây là F ma sát chẳng hạn, F cản đi. Thì lúc bây giờ gia tốc nó cùng chiều với lực, gia tốc nó sẽ hướng về phía này. Vậy nó đây, vậy nó có cùng chiều với chuyển động không? Không có cùng chiều. Nhớ nha. Đây là biểu thức của định lực 2 Newton, đây mới là biểu thức gốc. Còn nếu như mình biến đổi thì sử dụng công thức quen thuộc F bằng MA, ma đó. Đó. Vậy nếu như trong một công thức mà bắt mình lựa chọn một trong hai, dù rằng mình thấy công thức nào cũng đúng nhưng bắt mình lựa chọn một trong hai thì con sẽ ưu tiên cho công thức phía trên trước. Còn nếu như trong công thức không có công thức này, chỉ có anh này thôi thì anh này trở thành công thức đúng. Hiểu được chưa? Chỗ này ổn không mấy bạn? Khánh An Quỳnh hiểu chỗ này không? Dạ tâm tạ mong em. Khi vật sinh ra gia tốc, cái mình lại nhớ tới chuyển động, biến đổi đều, nó mới có gia tốc, đúng chưa? Vậy thì mình, à nói một cái nữa, F bằng MA, đây là biểu thức vector. Còn nếu như mình tính toán đại số thì F bằng MA viết bỏ dấu vector để dùng để tính toán. Thế lúc này nó có chữ gia tốc nè, cái mình lại nhớ là gia tốc chữ A này xuất hiện trong chuyển động biến đổi đều, nghĩa là chậm dần hoặc nhanh dần. Đó. Chậm dần với nhanh dần mình xài chung công thức nha.
Gia tốc đặc trưng cho khả năng thay đổi vận tốc. Lấy vận tốc lúc sau trừ vận tốc lúc đầu chia thời gian. Công thức thứ hai, từ đây tìm lại vận tốc tại một thời điểm. Đổi một bạn đi. Mời Hoàng Anh. Dạ, cô cố. V bằng gì? Vận tốc tại một thời điểm. V tại một thời điểm đó ta. Ừ. Từ từ, đợi em xíu. Lâu nè, quá. Nhìn nó đây, nhìn nó đây. V tại một thời điểm bằng V, gì V0 cộng 1 phần 2 A nhân T. Đâu, chữ trên xuống dưới mà. Từ trên A, này A nhân T. Ừ. Rồi. Rồi. Đây là công thức tính gia tốc. Đây là công thức tính V. Hai bạn này là công thức biến đổi của nhau. Nếu được thuộc được cả hai thì tốt. Tiếp theo nha. Quãng đường đi được. Thả gì vô? Thả V vô nha. Đó, cô mày à. Mày Hưng. Hello Hưng ơi. Chị hứa cô là bằng V0 nhân T nhân cho AT bình chia 2. Rồi đúng. Đó. V0 nhân T nhân AT bình chia 2. Công thức này có T, có T, có T. Còn một công thức không có T. Mày đẹp. Cô là V bình trừ V0 bình bằng 2 ớt. Chính xác, tôi cảm ơn. Trong bốn công thức này tùy vào bài toán mình sẽ lựa chọn nha. Hãy đề cho yếu tố thời gian thì loại công thức dưới sử dụng ba công thức trên. Nếu như đề cho mình tính quãng đường, như vậy quãng đường tồn tại trong công thức số 3 và số 4 mình sẽ lựa chọn là như vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm thử bài trắc nghiệm 30 câu và cô chỉ yêu cầu mấy bạn đúng 20. Chỉ cần đúng 20 là đạt. 20 câu này tập trung vào 3 định luật Newton. Bây giờ đây là tới định luật số 2 rồi nha. Nói tiếp tới định luật số 3. Định luật số 3 nói về việc tương tác giữa hai vật A, B bất kỳ. Khi A tác dụng vào B một lực, cô đặt tên đó là lực A, B. A tác dụng lên B. Điểm đặt tại người của B. Đó. Như vậy nhìn cái lực này là mình biết lực mà A tác dụng lên B. Thì B cũng sẽ tác dụng lên người của A một lực. Tên là FBA. Hai cái lực này có đặc điểm như sau. Cùng phương. Ngược chiều. Mạnh như nhau. Là nói tới cường độ. Nhưng mà điểm đặt lại khác. A tác dụng lên B là A sẽ đặt lên người của B. B tác dụng lên A thì B sẽ đặt lên người của A. Như vậy ngay chỗ này không cùng điểm đặt. Chính vì vậy hai lực này mình không gọi là hai lực cân bằng. Tại vì hai lực cân bằng thì chỗ này phải gì? Cùng đặt lên một vật. Nghe chưa? Còn đây hai lực đặt lên hai vật khác nhau, các điểm đặt. Thế mình không gọi nó là hai lực cân bằng, vậy mình sẽ gọi nó là hai lực gì? Mời quay em. Hai lực này gọi là hai lực gì? Alo. Nghe cô. AB với FB mình không gọi nó là hai lực cân bằng được. Tại vì nó khác điểm đặt mà mình sẽ gọi nó là hai lực gì em còn nhớ không? Trực đối. Nhớ được cái chữ T rồi. Rồi, trực đối nha. Tiếp. Bây giờ mình biểu diễn vector thì mình sẽ nói vector này ngược chiều với vector kia. Cho nên mình sẽ ký hiệu FAB bằng trừ FBA.
Dấu trừ này cho biết hai vector ngược chiều nhau. Còn nếu như mình nói về độ lớn thì FAB bằng trừ FBA. Trong bài kiểm tra của mình thì nó không có nhiều, nó không có đặt nặng cái nhiều cái bài toán mà va chạm giống như lần trước mình làm kỹ, tại vì đây là những câu trắc nghiệm thôi. Nhưng mà mấy bạn nhớ một chi tiết là độ lớn của hai lực này là như nhau ha. Ví dụ như ráng nhớ là cái tình huống mà chiếc xe tải tông vô chiếc xe con, xe đạp đi. À, nó tông vô chiếc xe đạp đi ha. Đó, thì trong trường hợp này mình nói là khi mà mình người ta hỏi nha, chiếc xe tải với chiếc xe đạp, xe nào chịu lực lớn hơn? Khi câu hỏi vậy thì mình sẽ trả lời như nào đây Kiệt? Cô là hai cái này chịu lực bằng nhau. Chính xác. Theo như định lực 3 Newton thì lực của xe tải tác dụng lên chiếc xe đạp bằng cái lực mà xe đạp tác dụng lên xe tải. Tuy nhiên, theo định lực 2 thì F lại bằng MA. A bằng F chia cho M. Như vậy nếu như anh có khối lượng lớn cùng một lực bằng nhau, nhưng mà anh có khối lượng lớn thì gia tốc anh nhỏ. Mà gia tốc mình định nghĩa đó là độ thay đổi vận tốc, mức độ thay đổi vận tốc. Cho nên khi gia tốc nhỏ, anh sẽ không có bị thay đổi cái chuyển động bao nhiêu đâu. Còn tôi nè, tôi nhỏ xíu thì cái gia tốc của tôi lớn, tôi sẽ thay đổi chuyển động rất là lớn, tôi văng ra xa trên cơ. Rồi, được ha. Cho nên á, mà đời sống bình thường mình cứ nghĩ là cái anh này nè phải chịu một cái lực khủng khiếp từ đây, nhưng mà khi mình học định lực 3 thì mình biết là hai lực như nhau. Mặc dù sau khi mình học xong rồi mà mình đi ra đường mình nói là tôi với anh tác dụng với một lực như nhau là người ta cười cho, nhưng mà mình vẫn đúng nha. Đó. Nhớ chi tiết, cho dù anh bự cỡ nào thì cái lực của hai đứa mình vẫn như nhau, nhưng mà tại khối lượng tôi nhỏ. Bây giờ nói tiếp chi tiết. Do khối lượng lớn cho nên anh không khó mà thay đổi cái vận tốc. Tôi ghi lại chỗ này. Do khối lượng lớn cho nên anh khó thay đổi vận tốc. Gia tốc nhỏ xíu. Cho nên người ta còn nói nữa, khối lượng là một đại lượng đặc trưng cho mức quán tính. Anh khó thay đổi vận tốc. Nhớ không? Nhớ cái chi tiết mà khó thay đổi vận tốc hồi nãy không? M chính là đại lượng đặc trưng cho thay đổi vận tốc. Đây, nhắc tới khối lượng, đây là một đại lượng vật lý luôn luôn dương. Luôn luôn lớn hay không? Đặc trưng cho gì nữa? Nó là một hằng số không thay đổi nha. Ngoài ra hôm nay nó đại lượng, nó này ngoài cái việc là khối lượng một vật cho mình biết cái lượng chất chứa bên trong nó bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu, thì ngày hôm nay mình biết thêm một chuyện, nó đặc trưng cho khả năng quán tính luôn. M luôn luôn dương, quãng đường luôn luôn dương. Rồi, bây giờ mình sẽ làm 30 câu trắc nghiệm trong 40 phút, mà mấy bạn cố gắng 40 kịp không? 2, 4, 5. 30 câu, 30 phút nha. 30 hay 40 đây. 45 mình nhiều quá. Cô ơi, cô kéo qua cho em nhìn lại 4 cái công thức này. Cái màn hình luôn cũng được. Cái công thức này trong nhóm mình có đó nha. Thôi vậy chụp lại đi nha. Yeah. Đó, nhưng công thức đáng xài nữa là F bằng ME. À, tại vì trong công thức này nè, nó lòi ra chữ A, cho nên mình sẽ trưng dụng lại những cái kiến thức học hồi chuyển động. À, tại vì lực là nguyên nhân sinh ra, xin lỗi, trong cái công thức này gia tốc nó thay đổi vận tốc cho nên sinh ra gia tốc, thì gia tốc có xuất hiện trong này. Rồi, cô sẽ gửi cái link vào trong nhóm bí 10. Mấy bạn chỉ cần đúng 20 câu. Thì sẽ ví dụ như mình có lợi thế về
lý thuyết thì cứ làm lý thuyết. Bạn nào có lợi thế về bài tập thì cứ làm bài tập. Cô để luôn nguyên cái màn hình cho mình. Nói chung là đề khá nhẹ nhàng để mình ôn tập lại là chủ yếu. À, mấy bạn nhận được chưa? Cô vậy bây giờ làm tới khi nào xong cô? Tới khi nào cô? Cô canh giờ nha. Mấy bạn làm 30 câu 40 phút nha. Rồi như thế này à, làm xong mấy bạn sẽ biết mình đúng bao nhiêu câu. Và những câu nào mà nhóm mình sai, có người sai thì mới sửa, còn đúng hết thì không sửa. Rồi mấy bạn làm. Ồ, 40 giây. Bạn bắt đầu đi. Có cần cái công thức liên quan tới cái gì thì cứ nói cô ấy lên nha. Mình ôn tập đi. Miễn là không hỏi cái đáp án của câu đó thì cô sẽ hỗ trợ. Chỗ nào cần hỗ trợ thì cứ báo em, mấy bạn cứ bật mic nói, cô vẫn ngồi đây. Cô bắt đầu nhận bài.